Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Mai. Và nội dung chính trong video ngày hôm nay thì Mai sẽ hướng dẫn cho các bạn xây dựng một quy trình chăm sóc làn da nhạy cảm tại nhà. Đối với bản thân Mai ấy, thì Mai thấy rằng cái làn da nhạy cảm là cái làn da mà khó chăm sóc nhất, khó chiều nhất và khó chịu nhất. Nếu mà so với da dầu, da khô, da hỗn hợp, da thường thì cái làn da nhạy cảm là cái làn da cực kỳ khó. Tại vì ngay cả cái việc mà để xác nhận xem, xác định xem người đó có phải là đang có một làn da nhạy cảm hay không đã là một khó khăn rồi. Với những người làm chuyên môn như Mai thì Mai đã thấy là khó khăn rồi. Tại vì có những người người ta sẽ biểu hiện được những cái dấu hiệu làn da nhạy cảm ra bên ngoài, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp mà chúng ta chỉ có thể dựa vào những cái cảm nhận của chính người đó để chúng ta biết xem là da đó có thuộc dạng da nhạy cảm hay không. Nên là nội dung chính trong video ngày hôm nay thì Mai sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thứ nhất là chúng ta sẽ có những biểu hiện nào để chúng ta biết được là da của chúng ta có nhạy cảm hay không. Thứ hai là Mai sẽ hướng dẫn cho các bạn xây dựng một cái phác đồ chăm sóc làn da nhạy cảm tại nhà. Và thứ ba là nếu mà chúng ta chăm sóc da nhạy cảm tại nhà rồi mà nó vẫn không xử lý được các vấn đề nhạy cảm của chúng ta quá nhiều thì chúng ta sẽ nên thực hiện các liệu trình tại spa như thế nào để có thể là phục hồi được làn da nhạy cảm của chúng ta càng sớm càng tốt. Tại vì với một trường hợp có làn da nhạy cảm thì Mai đánh giá là nó cũng hơi SOS một chút xíu. Nếu mà chúng ta không xử lý sớm thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều cái tác dụng phụ, cái hệ lụy mà sẽ sau này sẽ rất là tốn tiền, để tốn thời gian và nó sẽ khó có thể là quay lại cái trạng thái da khỏe ban đầu được. Bạn có thấy là da nhạy cảm nó cũng khá là tương đồng với da khô đúng không? Nhưng mà có ít người biết đến đó là da khô là cái tiền đề, là cái điều kiện ban đầu để xuất hiện làn da nhạy cảm. Cho nên là với những bạn có làn da khô mà chúng ta chăm sóc da tốt thì nó sẽ rất dễ để chúng ta có một làn da đẹp trở thành da thường. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ cần bỏ bê nó thôi, chúng ta sẽ rất dễ chuyển từ da khô thành da nhạy cảm. Cho nên các bạn da khô hãy nhớ nhé, chúng ta có thể là lúc trẻ chúng ta không bị mụn đâu, không bị nám đâu, nhưng mà một thời gian sau mà chúng ta không chăm sóc da thì dần dần nó sẽ dễ dẫn đến là tình trạng da của chúng ta là sẽ trở thành da nhạy cảm. Làn da nhạy cảm mới khẳng định với các bạn là nó sẽ rất là khó nhằn đấy các bạn. Da nhạy cảm thì thường nó có những nguyên nhân như sau. Thứ nhất đó là nguyên nhân di truyền. Cái nguyên nhân này thì nó sẽ rất là hiếm gặp, thực sự nó rất là hiếm gặp, tại vì người Việt Nam mình là cái người có làn da khá là khỏe. Thế nên là để xác định được là da nhạy cảm do di truyền thì Mai thấy là rất là hiếm gặp. Cái nguyên nhân thứ hai đó là do chúng ta không chăm sóc da. Không chăm sóc da thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là da của chúng ta bị nhanh bị lão hóa, nhanh bị khô và sẽ từ từ chuyển sang là da nhạy cảm. Và cái nguyên nhân thứ ba là cái nguyên nhân mà ở Việt Nam mà chúng ta là gặp rất nhiều đó các bạn. Đó là trường hợp chúng ta quá lạm dụng mỹ phẩm. Tức là khi mà chúng ta chỉ có không có quá nhiều vấn đề về da đúng không? Chúng ta chỉ có một ít mụn hoặc là một ít nám nhẹ thôi, hoặc là chúng ta muốn dưỡng sáng thôi, thì chúng ta lại sử dụng quá là nhiều các sản phẩm mà có tính lột tẩy cao, ví dụ như là rượu thuốc, các loại mà acid peel da, hoặc là đặc biệt là chúng ta sử dụng các loại kem trộn, các loại kem mà nó có nhiều tác dụng trong cùng một sản phẩm, hoặc là chúng ta sử dụng các loại kem mà nó dưỡng trắng trị mụn trong thời gian ngắn, thì nó sẽ làm cho làn da của chúng ta nhanh rất là đẹp, nhưng mà một thời gian sau nó bị bào mỏng và nó làm suy giảm cái hệ miễn dịch của làn da, và nó sẽ biến làn da của chúng ta từ cái làn da có ít khuyết điểm ban đầu mà trở thành làn da nhạy cảm. Và làn da nhạy cảm là cái làn da mà nó sẽ rất dễ bị mụn, rất dễ bị nám, rất dễ bị đỏ, bị ngứa, bị châm chích, nhất là những cái trường hợp mà chúng ta đã lạm dụng các loại mỹ phẩm. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể chăm sóc được làn da nhạy cảm tại nhà? Thì đầu tiên các bạn sẽ phải xác định cho Mai một vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta phải xác định xem chúng ta bị nhạy cảm với vấn đề gì trong mỹ phẩm hoặc là trong cuộc sống. Ví dụ như có những người họ bị dị ứng với hương liệu, với cồn, với silicone ở trong mỹ phẩm. Hoặc có những người nhá, chỉ cần gặp nhiệt độ cao, gặp nước mưa là họ cũng bị dị ứng rồi. Tức là ngoài thành phần cồn, silicone hoặc là hương liệu ra là những cái thành phần mà chúng ta dễ dàng nhận biết được trong sản phẩm đúng không? Những cái loại đó thì nó dễ gây ra vấn đề nhạy cảm trên da. Nhưng mà cũng có những cái thành phần khác mà bản thân chúng ta không biết được là chúng ta có bị nhạy cảm hay không, thì chúng ta phải thử thôi. Tức là thường khi mà Mai mua sản phẩm thì mình sẽ check xem 5 thành phần đầu tiên trong cái chai sản phẩm đó, tức là 5 thành phần mà nó có cái thứ tự đầu tiên á, là thường là nó sẽ chiếm tỷ trọng cao nhất trong cái sản phẩm đó, thì mình sẽ thử xem là 5 cái thành phần đó nó có thể là gây ra tình trạng là nhạy cảm trên da của chúng ta hay không, bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng thử sản phẩm. Cho nên là hiện nay người ta hay có cái sản phẩm là mini size đó, thì chúng ta sẽ test thử xem nhé. Và khi mà chúng ta test á, thì chúng ta sẽ test xong khoảng thời gian là 1-2 ngày thì chúng ta mới biết được xem da của chúng ta có bị nhạy cảm hay không. Nhưng mà Mai cũng muốn nói với các bạn đó là cái tình trạng da nhạy cảm nó không phải là nó là một cái tình trạng da kéo dài và ngay từ ban đầu đâu. Tại vì có những người á, có làn da khỏe,
da dầu, da thường, da hỗn hợp, chúng ta có một làn da rất là khỏe ban đầu. Nhưng mà có thể là trong một thời gian ngắn hạn mà chúng ta đang theo một cái treatment nào đó, ví dụ như là đang sử dụng retinol này, chetonin này, hoặc là đang peel da này, hoặc là đang mới lăn kim xong, hoặc là mới laser xong, thì trong một thời gian ngắn cái làn da của chúng ta lúc này cũng nó rất là dễ nhạy cảm, nên là các bạn cũng phải lưu ý nhé. Cái trường hợp nhạy cảm thì nó sẽ có thể là kéo dài trong một thời gian ngắn thôi, và chúng ta sẽ phải phục hồi nó càng sớm càng tốt. Tại vì khi mà chúng ta để nhạy cảm lâu á, thì nó sẽ dẫn đến là tình trạng da của chúng ta bị viêm, và sau viêm thường là bị thâm, bị tăng sắc tố, và nó sẽ rất là khó điều trị. Trong cái quy tắc mà chăm sóc da nhạy cảm thì nó cũng giống như là những loại da khác, Mai luôn luôn tôn trọng ba vấn đề sau đây. Thứ nhất là làm sạch, thứ hai là dưỡng ẩm, và thứ ba là chống nắng. Thì trong cái phần da nhạy cảm, Mai đặc biệt quan tâm đến vấn đề làm sạch. Tại vì cái làm sạch á, nó nghe có vẻ là đơn giản đúng không? Thường thì là da nhạy cảm chúng ta sẽ nghĩ là không nên làm sạch quá nhiều đúng không? Thì Mai cũng đồng ý là như vậy. Nhưng mà trong cái bước làm sạch của da nhạy cảm thì Mai muốn lưu ý với các bạn đó là chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm cực kỳ dịu nhẹ. Tức là chúng ta sẽ cố gắng làm nhiều bước, nhưng mà mỗi bước trong đó chúng ta sẽ lựa chọn những sản phẩm dịu nhẹ nhất có thể. Ví dụ như là cái bước tẩy trang là cái bước mà Mai cực kỳ thích sử dụng cho những người có làn da nhạy cảm. Tại vì cái bước tẩy trang á, nó làm sạch rất là dịu nhẹ, nó không có làm phá vỡ đi cái hàng rào bảo vệ da của cái làn da mà nó đã vốn yếu ớt mong manh rồi. Thì chúng ta sử dụng các loại nước tẩy trang dạng micellar water thì Mai thấy là nó làm sạch da rất là tốt, mà nó vẫn giữ được cái làn da của chúng ta khỏe. Cho nên là đối với một người mà có làn da nhạy cảm thì cái sản phẩm làm sạch đầu tiên và quan trọng mà Mai đánh giá là rất cần thiết đó là sản phẩm tẩy trang dành cho da nhạy cảm. Cái bước tẩy trang thì một ngày các bạn sẽ sử dụng 1 lần đến 2 lần, nhưng mà các bạn phải lưu ý đó là nếu mà buổi sáng chúng ta sử dụng tẩy trang thì chúng ta sẽ không sử dụng sữa rửa mặt, còn buổi chiều thì các bạn nên kết hợp cả tẩy trang và sữa rửa mặt nhé. Còn cái bước mà sữa rửa mặt thì mình cũng sẽ lưu ý đó là chúng ta nên sử dụng các loại sữa rửa mặt không có bọt, không có bọt nha các bạn, chứ không nên sử dụng các loại có bọt, hoặc là đặc biệt là những loại có hạt là phải tuyệt đối phải tránh xa nha các bạn. Chúng ta sử dụng các loại sữa rửa mặt không có bọt, dịu nhẹ nhất có thể cho làn da. Sau khi mà rửa xong thì chúng ta sẽ thấy là da của chúng ta nó cũng hơi nhờn nhờn, hơi dính dính một chút xíu, nó có cảm giác là hơi có một lớp màng, mà đối với những người có làn da mà nhạy cảm dầu ấy, thì thường là các bạn không thích lắm đúng không? Khi mà chúng ta rửa xong thì chúng ta vẫn thấy là da của chúng ta có vẻ không sạch, nhưng mà đó là cái cảm giác mà khi mà chúng ta chưa quen thôi. Chứ mà các bạn rửa mặt mà các bạn tẩy trang trước đó và bây giờ chúng ta rửa mặt thì đảm bảo với các bạn là nó sẽ cực kỳ sạch. Nhưng mà chúng ta chưa quen thì chúng ta có cảm giác là chúng ta không thích thôi. Chứ còn một thời gian chúng ta đã quen rồi thì chúng ta thấy là cái việc làm sạch này nó sẽ giúp ích cho da, chứ không phải là nó bào mòn da của chúng ta nhiều hơn. Buổi sáng nếu mà chúng ta sử dụng tẩy trang thì chúng ta có thể không rửa mặt cũng được, hoặc là chúng ta chỉ cần rửa mặt vào buổi tối thôi. Buổi sáng thì chúng ta chỉ cần rửa mặt với nước là được rồi. Tại vì với một làn da nhạy cảm thì chúng ta sẽ phải xét xem, nếu mà nhạy cảm mà dầu nhạy cảm thì có thể là các bạn sẽ sử dụng sữa rửa mặt 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Còn nếu mà nhạy cảm là loại da khô thì theo quan điểm cá nhân của Mai thì buổi sáng Mai sẽ không cho các bạn sử dụng sữa rửa mặt đâu, mà Mai chỉ cho các bạn sử dụng tẩy trang thôi. Sau đó thì mình sẽ rửa mặt lại với nước sạch là đủ rồi. Còn buổi tối thì mình sẽ kết hợp cả tẩy trang và sữa rửa mặt. Chỗ này các bạn có hiểu không ạ? Nếu mà các bạn không hiểu thì các bạn có phải inbox cho Mai liền nhé, tại vì cái vấn đề này nó cực kỳ quan trọng đó các bạn. Sau khi mà rửa mặt xong thì các bạn hãy sử dụng toner luôn nhé. Đối với một làn da nhạy cảm thì Mai sẽ ưu tiên cho các bạn sử dụng các loại toner để cấp ẩm cho da. Tại vì toner thì nó sẽ có những loại toner để làm sạch, ví dụ như là các loại toner acid. Nhưng mà đối với làn da nhạy cảm thì chúng ta sẽ chỉ ưu tiên cái sản phẩm là toner cấp ẩm thôi. Các bạn sử dụng toner vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối đều được. Các bạn rõ chỗ này không? Cái bước toner là cái bước mà nó sẽ giúp da của chúng ta cấp ẩm tức thì sau khi mà chúng ta rửa mặt xong. Sau khi rửa mặt xong thì thường da của chúng ta hơi có khuynh hướng là khô một chút xíu đúng không? Thì ngay lập tức toner nó vào, nó sẽ cấp ẩm cho da chúng ta liền. Và cái bước thứ ba của cái việc làm sạch đó là bước tẩy tế bào chết. Cái tẩy tế bào chết này có nhiều người quan điểm sai lầm, tức là khi mà da của chúng ta đang khó chịu, đang nhạy cảm thì chúng ta nghĩ là chúng ta không cần tẩy tế bào chết đúng không? Thì cái quan điểm đó nó không hẳn là sai đâu. Nhưng mà cho dù chúng ta thuộc loại da gì, da dầu, da khô, da thường, da nhạy cảm, thì chúng ta vẫn có việc sản sinh tế bào chết hàng ngày. Và chính cái lớp tế bào chết mà chúng ta không xử lý nó sớm thì nó sẽ ngăn cản cho cái lớp tế bào mới ở dưới da nó phát triển hơn. Mà chính cái lớp tế bào chết này nó làm cho da của chúng ta ngày càng nhạy cảm hơn. Cho nên là dù có nhạy cảm thì chúng ta cũng nhớ cho Mai đó là một tuần hãy tẩy tế bào chết cho Mai 1 lần. Chỉ cần 1 lần thôi là đủ rồi. Các bạn nhớ nhé, nếu mà da của chúng ta đang nhạy cảm thì hãy tẩy tế bào chết 1 tuần 1 lần. Nhưng mà đó là cái trường hợp mà da của chúng ta không bị bong tróc,
không bị bong chóc thì chúng ta mới sử dụng tẩy tế bào chết một tuần một lần. Còn cái trường hợp mà nó đang bong chóc thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ không tẩy tế bào chết. Các bạn rõ chỗ này chưa? Nếu mà không rõ thì vẫn phải inbox cho Mai nhé. Rồi, đối với những làn da nhạy cảm thì Mai sẽ ưu tiên là tẩy tế bào chết dạng vật lý nhưng mà là dạng kỳ. Tức là khi mà chúng ta xịt nó ra tay thì nó sẽ có dạng keo này, hoặc là dạng peeling này, dạng gel này, hoặc là dạng nước, và chúng ta xịt nó ra đây, chúng ta làm những cái động tác massage như vậy thì nó sẽ cuộn, nó tạo thành những cái cuộn cellulo và nó cuốn theo tế bào chết của chúng ta một cách rất là nhẹ nhàng. Cho nên là nếu mà chúng ta thuộc dạng nhạy cảm thì Mai khuyên các bạn là nên sử dụng các loại tẩy tế bào chết dạng vật lý, dạng kỳ hay còn gọi là dạng gôm đó, chứ chúng ta không nên sử dụng các loại tẩy tế bào chết dạng hạt nhé. Nếu mà sử dụng dạng hạt thì các bạn phải lưu ý đó là cái hạt đó nó phải cực kỳ mịn và hạt đó phải tan được trong nước thì chúng ta mới sử dụng nhé. Còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng các loại tẩy tế bào chết hóa học thì sao? Thì cũng được thôi, nhưng mà Mai cảm thấy là những loại tẩy tế bào chết hóa học thì nó sẽ hơi bị nguy hiểm cho chúng ta khi mà chúng ta đang có làn da nhạy cảm. Nên là Mai không khuyên các bạn sử dụng các loại tẩy tế bào chết dành cho da nhạy cảm đâu, mà chúng ta nên sử dụng tẩy tế bào chết vật lý dành cho da nhạy cảm thì sẽ an toàn hơn các bạn nhé. Qua phần thứ hai thì chúng ta sẽ chú trọng đến đó là bước dưỡng ẩm. Bước dưỡng ẩm thì lúc trước chúng ta đã có bước toner rồi đúng không? Nó sẽ cung cấp độ ẩm cho chúng ta, nhưng mà cái hàm lượng dưỡng ẩm trong toner thì nó khá là thấp. Thế là đối với làn da nhạy cảm thì cái việc mà chúng ta dưỡng ẩm là cái để chúng ta cung cấp thêm dưỡng chất để giúp da của chúng ta giảm đi cái tình trạng nhạy cảm. Cho nên là bắt buộc các bạn phải có bước dưỡng ẩm tại nhà. Chứ nếu không có dưỡng ẩm thì không bao giờ da của các bạn có thể phục hồi được. Và dưỡng ẩm thì thành phần của nó luôn luôn là gì? Các bạn nhớ không ạ? Thành phần của nó sẽ là HA, hyaluronic acid đúng không ạ? Nhưng với những người có làn da nhạy cảm thì Mai khuyên các bạn là nên bổ sung cái thành phần là vitamin B5 vào trong quá trình mà chúng ta chăm sóc da. Có thể là serum có vitamin B5 hoặc là kem có vitamin B5 cũng được. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cần bổ sung thêm ceramide. Tại vì ceramide là một cái thành phần rất là quan trọng để nó sẽ xây dựng cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta. Cho nên là ba thành phần mà Mai cực kỳ nhấn mạnh đó là HA này, vitamin B5 này và ceramide. Đó là ba thành phần cực kỳ quan trọng để có thể là giúp phục hồi được làn da nhạy cảm của chúng ta. Và khi mà chúng ta chăm sóc làn da nhạy cảm tại nhà thì cũng thực hiện hai cái phần dưỡng ẩm, đó là serum dưỡng ẩm dạng lỏng này, và sau đó thì khóa ẩm bằng kem khóa ẩm. Những cái thành phần thì Mai đã nêu ở phần trên rồi, cho nên các bạn chú ý nhé. Rồi, qua bước mà chúng ta dưỡng da xong rồi thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Đó là bước bảo vệ da đúng không ạ? Bảo vệ da thì chỉ có cách là sử dụng kem chống nắng thôi. Đối với những người có làn da nhạy cảm thì Mai khuyên các bạn đó là chúng ta nên sử dụng các loại kem chống nắng dạng vật lý. Da nhạy cảm thì cứ vật lý cho Mai, tẩy tế bào chết dạng vật lý, kem chống nắng dạng vật lý thì nó sẽ ok nhé. Tại vì với các loại kem chống nắng dạng vật lý thì nó sẽ tạo ra thêm một cái lớp màng ở trên bề mặt da của chúng ta để bảo vệ da của chúng ta khỏi tia UV này, khỏi nhiệt độ này, khỏi cái sự là tấn công của vi khuẩn, có những yếu tố ở bên ngoài môi trường. Chúng ta có thể sử dụng kem chống nắng dạng hóa học cũng được, nhưng mà Mai thường thấy là đối với những người có làn da nhạy cảm thì sử dụng các loại kem chống nắng dạng hóa học có thể là làm cho tình trạng nhạy cảm của chúng ta ngày càng nặng hơn. Cho nên Mai sẽ ưu tiên sử dụng các loại kem chống nắng dạng vật lý. Phần thứ ba thì Mai sẽ hướng dẫn cho các bạn lựa chọn những cái dịch vụ như thế nào tại spa để chúng ta có thể phục hồi được làn da nhạy cảm nhé. Đối với bản thân Mai thì Mai cực kỳ yêu thích cái liệu trình mà điện di. Tức là thường thì cái bước điện di là cái bước mà trong liệu trình nào ở bên Mai cũng có. Nhưng mà đối với làn da nhạy cảm thì Mai sẽ đặc biệt là sử dụng cái phương pháp điện di đó lâu hơn. Thường thì mình sẽ có nhiều loại điện di đúng không? Điện di nóng, điện di lạnh, hoặc là những cái mặt nạ điện di, hoặc là những cái phương pháp điện trị ion khác, tùy từng nơi, tùy từng công nghệ. Sản phẩm điện di dành cho da nhạy cảm mà thì nó sẽ có rất là nhiều dưỡng chất để nó sẽ làm cho da của chúng ta hấp thụ được vào sâu. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp điện di thì nó sẽ theo dòng điện, những cái dưỡng chất đó sẽ theo dòng điện vào sâu trong da của chúng ta để nó giúp phục hồi da của chúng ta rất là nhanh chóng. Thường thì Mai sẽ thấy là đối với những người có làn da nhạy cảm thì thường khi mà chúng ta điện di, người ta sẽ điện di những cái tinh chất HA cô đặc. Tinh chất HA cô đặc, hoặc là chúng ta hay nghe đấy là điện di tế bào gốc đúng không, hoặc là điện di DNA các thứ đúng không. Nhưng mà thường là những cái loại đó chỉ là những cái tên gọi mà nó hơi mỹ miều chút xíu thôi, chứ còn về bản chất thì vẫn là những hoạt chất mà Mai vừa mới kể ở phần trên, đó là hyaluronic acid này, vitamin B5 này, các loại peptide, các loại ceramide, hoặc là các loại coenzyme Q10, thì nó sẽ giúp cho da của các bạn khỏe lên từng ngày. Ngoài ra thì nếu có điều kiện thì đối với những trường hợp mà chúng ta bị nhạy cảm nhưng mà nhạy cảm mà không bị mụn nha, thì chúng ta sẽ thực hiện cho Mai cái liệu trình là PRP. Trời ơi, Mai cực kỳ thích cái liệu trình PRP. Đối với bản thân Mai thì Mai thấy là cái liệu trình PRP là cái liệu trình mà phục hồi làn da nhạy cảm tuyệt vời luôn á. Nhất là sau khi chúng ta thực hiện các liệu trình xâm lấn, ví dụ như là chúng ta lăn kim này, chúng ta laser, chúng ta peel da, hoặc là chúng ta sử dụng các loại kem trộn, các loại rượu thuốc mà chúng ta muốn làn da của chúng ta phục hồi nhanh chóng, thì các bạn
nên lựa chọn cái liệu trình PRP. Cái liệu trình này ạ, nó khá là đơn giản, nó khá là dễ thực hiện thôi, nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều thứ để nó quyết định được là xem nó có hiệu quả hay không. Tại vì có những nơi người ta làm liệu trình PRP có 500.000, có những nơi thì 5-6 triệu. Các bạn biết tại sao nó có sự khác biệt như vậy không? Thứ nhất đó là gì? Máy móc. Máy móc là cái điều kiện ban đầu đúng không? Rồi cơ sở vật chất, và đặc biệt đó là cái bộ kit, bộ kit mà để mà thực hiện liệu trình PRP. Nếu mà đi vào sâu trong chuyên ngành ấy, thì các bạn mới hiểu được lý do tại sao. Nhưng mà máy khẳng định với các bạn đó là tiền nào của ấy, và những cái liệu trình PRP mà có giá mấy trăm ngàn thì nó chỉ là để làm cho vui thôi. Còn nếu mà chúng ta sợ cái việc lấy máu đúng không, thì chúng ta có thể thực hiện cái liệu trình là mesotherapy, tức là thay vì người ta sử dụng cái huyết tương diều cầu của chúng ta thì người ta sẽ sử dụng các loại tinh chất mà được đặc chế để cho việc là cấy nó vào trong da của chúng ta, cấy vào lớp trung bì trong da của chúng ta. Từ đó mà những cái dưỡng chất này nó sẽ kích thích cho làn da của chúng ta tăng sinh collagen, tăng sinh HA để nó giúp cho da của chúng ta khỏe lên một cách từ từ và an toàn. Ngoài ra thì các bạn có thể thực hiện liệu trình là phi kim nano, thì cái việc mà chúng ta thực hiện các thao tác nano nó cũng sẽ lấy đi cái lớp tế bào chết ở trên bề mặt da của chúng ta, và ngay lập tức những cái dưỡng chất nó sẽ được bơm vào làn da của chúng ta ngay. Cho nên là ba liệu trình mà mình cảm thấy là đối với những người có làn da nhạy cảm nên thực hiện, đó là liệu trình điện di, liệu trình về là phi kim nano và liệu trình về PRP hoặc là mesotherapy. Mình thấy rằng nó sẽ rất là hiệu quả đối với những người có làn da nhạy cảm. Nhưng mà khi mà chúng ta có làn da nhạy cảm thì chúng ta cần chú ý cho mình một điều cực kỳ quan trọng. Tôi nhấn mạnh lại cực kỳ quan trọng, đó là vấn đề chống nắng. Mặc dù chống nắng Mai đã nói ở phần trên rồi, nhưng mà phần dưới này Mai vẫn muốn nhắc lại. Đó là khi mà làn da của chúng ta bị yếu mà chúng ta không chống nắng thì nó sẽ đẩy làn da của chúng ta thành viêm. Và sau viêm thì chắc chắn là gì? Thâm, tăng sắc tố. Và sau đó thì là gì? Mụn, nám nó nổi lên rất là nhiều. Cho nên là đối với những người có làn da nhạy cảm thì hãy làm ơn đừng có sử dụng quá nhiều sản phẩm trên da. Thật sự là đừng có lạm dụng quá nhiều sản phẩm trên da. Đối với những người có làn da nhạy cảm, hạn chế càng nhiều càng tốt việc sử dụng các loại mỹ phẩm trên da, đặc biệt là những cái loại mà nó làm cho da của chúng ta bị bong chóc, bị lột tẩy nhiều. Và các bạn đặc biệt lưu ý cho Mai, đó là trong giai đoạn mà chúng ta đang phục hồi làn da nhạy cảm thì chúng ta không nên sử dụng các tinh chất để làm trắng nha. Vì lúc này là da của chúng ta sẽ rất là khó trắng, mà khi mà chúng ta sử dụng các loại tinh chất đó thì nó có thể làm cho da của chúng ta càng nhạy cảm hơn. Cho nên các bạn hãy cố gắng, đối với làn da nhạy cảm thì chúng ta phục hồi nó càng sớm càng tốt. Nhất là những bạn mà đang trong thời kỳ điều trị, ví dụ như là đang trong thời kỳ mà sử dụng retinol chetonin, thì cái việc nhạy cảm này nó là diễn ra trong một thời gian rất là ngắn thôi. Nhưng chúng ta phải xác định được xem đâu là giới hạn của làn da, đâu là giới hạn của sự nhạy cảm. Chứ không phải là người ta nói là sử dụng retinol, sử dụng chetonin là phải nhạy cảm mà chúng ta cứ kệ nó đâu. Tại vì trong một giới hạn mà chịu đựng được của làn da thì làn da sẽ phục hồi được. Nhưng mà khi mà nó vượt quá được cái giới hạn đó thì nó sẽ không thể nào phục hồi được. Như là các bạn sẽ thấy là Mai có những lần Mai để cái hình của Mai mà đang sử dụng chetonin đúng không? Cái làn da nó kinh khủng khiếp. Nhưng mà đó là trường hợp của Mai. Mai sử dụng rất là nhiều cái sản phẩm tắt tiền để phục hồi làn da thì mình mới để cho làn da của mình nó đạt đến mức nhạy cảm kinh khủng như vậy. Để mình test sản phẩm, mình test liệu trình mà, thì mình mới coi như là giống như là mình có gan làm, có gan chịu á. Nên là mình mới để cho mặt mình nó kinh khủng như vậy. Chứ còn thường thì khách hàng của Mai chỉ cần có những biểu hiện hơi khó chịu một chút xíu là Mai phải phục hồi nó liền. Tại vì quan điểm của Mai là thà chậm mà chắc, chứ Mai không muốn là khách hàng của mình trong quá trình chăm sóc da tại nhà hoặc là trị liệu tại spa mà họ có cảm thấy khó chịu, là Mai không thích như vậy đâu. Đối với quan điểm cá nhân của Mai, chăm sóc da là một quá trình mà chúng ta hưởng thụ, chúng ta lâu dài, chứ chúng ta không thể nào mà ăn sổi ở thì được, chúng ta không thể nào mà nhanh chóng được. Nếu mà bạn có nhu cầu mà làm cho da nhanh chóng đẹp thì Mai sẽ rất là khó mới đáp ứng được những nhu cầu của bạn. Đây là những nội dung trong video ngày hôm nay thì Mai xây dựng lên để Mai chia sẻ với các bạn cũng như là chia sẻ với những khách hàng của mình. Nếu mà các bạn đang trong thời kỳ điều trị da theo phác đồ của Mai thì các bạn phải kiên trì, có niềm tin ở Mai và nhất định phải kiên trì để vượt qua cái giai đoạn nhạy cảm của làn da. Nhất là trường hợp mà trước đây chúng ta đã sử dụng rượu thuốc, kem trộn thì chắc chắn là khi mà chúng ta đi vào một cái phác đồ phục hồi da thì chúng ta sẽ có hiện tượng là da nhạy cảm, da bị khô, bị bong chóc, bị đỏ, bị nóng, bị rát. Đó là hiện tượng rất là bình thường, và các bạn hãy đặt niềm tin vào Mai sẽ phục hồi làn da của các bạn. Xin chào.